Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái video uh, tiêu điểm của Silonen, một trong những nhân vật hỗ trợ rất là tốt và đáng rôn nhất thời điểm bây giờ. Về lối build và lối chơi của Silonen ấy thì nó tương đối là đơn giản. Tuy nhiên thì uh, đa số các nhân vật nát Lan ấy thì nó có cái phần uh, giải thích kỹ năng nó khá là dài dòng. Do đó thì trong video này ấy, mình sẽ cố gắng mình uh, giải thích cho mọi người nó dễ hiểu hơn về lối chơi của nhân vật này. Khi các bạn nhấn kỹ năng nguyên tố ấy thì Silonen sẽ lao đến và gây sát thương phía trước cũng như sẽ bước vào trạng thái dạ hồn chúc phúc. Lúc này thì Silonen sẽ nhận được 45 điểm dạ hồn và thanh dạ hồn nó cũng sẽ hiện ra ở bên trái. Bên cạnh thanh dạ hồn thì nó sẽ có ba biểu tượng hình tam giác gọi là ba máy lấy mẫu. Cái màu sắc ở bên trong hình tam giác ấy thì nó được gọi là âm điệu gốc. Ban đầu thì âm điệu gốc nó sẽ có màu vàng đại diện cho nguyên tố nham. Tùy thuộc vào các nguyên tố của đồng đội như là thủy, hỏa, lôi băng mà cái máy lấy mẫu nó sẽ chuyển thành nguyên tố tương ứng. Ví dụ chúng ta có hỏa, thủy, lôi thì nó sẽ có màu đỏ, xanh, tím. Còn nếu chúng ta có hai nguyên tố giống nhau thì sẽ có hai máy lấy mẫu có màu giống nhau. Các nguyên tố như là phong hay là thảo ấy thì nó sẽ không liên quan đến cái phần này và cũng sẽ không được hưởng lợi đến từ cái khả năng của Silonen. Khi mà các bạn kích hoạt kỹ năng nguyên tố ấy thì các bạn sẽ thấy là thanh dạ hồn nó sẽ có sẵn 45 điểm dạ hồn và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Dựa vào thiên phú nội tại một thì ở trong cái trạng thái dạ hồn chúc phúc nếu Silonen sở hữu ít nhất hai âm điệu gốc đã được chuyển hóa nguyên tố thì khi tấn công thường và tấn công đáp trúng kẻ địch sẽ nhận được 35 điểm dạ hồn. Như vậy thì trong đội mà có hai nhân vật trở lên thuộc các nguyên tố như là thủy hỏa lôi băng thì sẽ kích hoạt được cái hiệu quả này. Cái thanh dạ hồn của Silonen ấy thì nó sẽ có tối đa là 90 điểm và khi các bạn bật E lên thì sẽ được 45 điểm rồi. Do đó thì các bạn chỉ cần đánh thường hai đòn là sẽ đầy cái thanh dạ hồn luôn. Và khi mà thanh dạ hồn đầy thì Silonen có thể tiêu hao toàn bộ điểm dạ hồn để kích hoạt ba âm điệu gốc mà cô ấy mang theo trong 15 giây. Lúc này thì dưới chân nhân vật sẽ có một cái vòng tròn. Kháng nguyên tố tương ứng của kẻ địch ở gần sẽ bị giảm. Âm điệu gốc có màu gì thì sẽ giảm kháng nguyên tố đó. Tuy nhiên thì nếu hai âm điệu gốc có cùng nguyên tố với nhau thì sẽ không cộng dồn hiệu quả các bạn nhé. Hiệu quả này có thể giảm kháng lên tới 36% tại level 10 và sẽ tồn tại 15 giây. Như vậy thì khi mà dạ hồn chúc phúc nó đầy ấy, thì sẽ giảm kháng các nguyên tố tương ứng của âm điệu gốc. Tuy nhiên thì có một cái điểm lưu ý đó là trong cái trạng thái dạ hồn chúc phúc ấy thì âm điệu gốc của Silonen sẽ luôn được kích hoạt khi mà Silonen đứng sân, tức là nguyên tố nham. Thì mặc dù là cái thanh dạ hồn nó chưa đầy, nhưng mà quái đứng ở gần Silonen thì sẽ bị giảm kháng nguyên tố nham mọi người nhá. Miễn sao là Silonen ở trong trạng thái dạ hồn chúc phúc, còn khi mà đổi nhân vật khác ra sân ấy thì không còn cái hiệu quả giảm kháng nham đấy nữa. Thì cái này nó liên quan đến cái lối chơi DPS của Silonen. Đó là khi mà chúng ta chơi DPS ấy, thì chúng ta sẽ không thể làm đầy được cái thanh dạo hồn Nhưng mà vẫn có thể giảm kháng nham của quái được Còn cái lối chơi hỗ trợ ấy thì nó sẽ tạo ra cái vòng tròn và giảm kháng các cái nguyên tố ở cái máy lấy mẫu Đó Nói một cách đơn giản ấy thì trong cái trường hợp mà trong đội hình có hai nhân vật trở lên Thuộc nguyên tố thủy hỏa lối băng Bật kỹ năng nguyên tố lên Sau đấy đánh thường hai cái là đã có thể tạo ra cái hiệu quả giảm kháng rồi Và nó sẽ tồn tại trong 15 giây thể hiện ở cái vòng tròn dưới chân Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần phải chú ý đến đó là cái khoảng cách phù hợp mà cái hiệu quả giảm kháng tác động đến kẻ địch nhá. Chúng ta đứng xa quá thì nó cũng sẽ không có hiệu quả đâu. Cái này thì sẽ cần lưu ý với các nhân vật đánh tầm xa. Ok, vậy thì nếu như mà không có hai nguyên tố thuộc thủy hỏa lôi băng ở trong đội hình thì sao? Thì nó cũng thể hiện ở trong thiên phú nội tại 1 đó là sát thương của tấn công thường và tấn công khi đáp gây ra sẽ tăng. Đây là cái hướng mà Silonen có thể chơi với vai trò DPS nhờ vào tấn công thường hoặc tấn công đáp tuy nhiên thì mình thấy là cái lối chơi dps ở những cái cung mạnh thấp ấy thì nó cũng không có hiệu quả cao đâu và điểm lưu ý liên quan đến tấn công thường đó là trong cái trạng thái dạ hồn chúc phúc thì tấn công thường của silonen nó sẽ được chuyển hóa thành cái dạng lưới đao săn bắt các đòn tấn công thường và tấn công đáp sẽ được chuyển thành sát thương của tổ nham và được tính dựa vào chỉ số phòng ngự do đó thì nếu các bạn thích chơi silonen như một dps thì cũng chơi được tuy nhiên thì cũng không quá ngon đâu kỹ năng nguyên tố của Shilane ấy thì nó khá là dài dòng nhưng mà thực ra thì nó cũng đơn giản thôi bật kỹ năng nguyên tố lên thì tấn công thường sẽ đánh ra sát thương nguyên tố nham và chúng ta có hai trường hợp một đó là có hai nhân vật thủy hỏa lôi băng ở trong đội ấy. thì các bạn có thể combo bật kỹ năng nguyên tố lên sau đấy đánh thường hai phát là có thể tạo ra cái vòng giảm kháng rồi sau đấy đổi sang dps để chơi thôi trường hợp thứ hai là các bạn chơi Shilane là dps cái trường hợp này thì ít khi sử dụng đó là các bạn bật kỹ năng nguyên tố lên sau đấy các bạn đánh thường hoặc là tấn công đáp thôi. Đó, lối chơi nó chỉ đơn giản là như vậy. Tuy nhiên thì một cái điểm lưu ý ấy, đó là trong cái trạng thái dạ hồn chúc phúc thì nếu các bạn sử dụng lướt thì nó sẽ tiêu hao cái điểm dạ hồn thay vì là thể lực mọi người nhá. Do đó thì nếu mà các bạn chơi DPS ấy thì các bạn phải hạn chế cái việc lướt bởi vì nó sẽ tiêu hao dạ hồn và kết thúc cái trạng thái dạ hồn chúc phúc. Từ đấy thì Silonen nó sẽ không thể tấn công ra sát thương của tủ nham nữa. Thì đó là một cái điểm lưu ý liên quan đến dạ hồn. Tiếp tục đó là kỳ năng nộ của Silonen thì sẽ là gây sát thương nham và dựa vào số nguyên tố trong đội để cho ra các cái hiệu quả khác nhau. Thứ nhất là có ít nhất hai nguyên tố thuộc thủy hỏa lối băng thì sẽ tạo ra hiệu quả. Đó là cách một khoảng thời gian thì sẽ hồi phục HP cho nhân vật trong trận hiện tại gần đó. Lượng hồi sẽ dựa vào chỉ số phòng ngự. Cái này thì cũng cho cái khả năng hồi HP tương đối ổn. Thời gian tồn tại của hiệu quả hồi máu ấy thì nó sẽ lên tới 12 giây và cứ mỗi 1,5 giây sẽ hồi máu một lần. Còn nếu không đủ hai nguyên tố thủy hỏa lối bằng ngay thì Silonen sẽ gây thêm một lần sát thương kỹ năng nộ. Đó, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ở đây thì các bạn cũng có thể thấy đó là các cái hiệu quả của Silonen ấy, thì nó sẽ liên quan đến chỉ số phòng ngự. Từ cái việc gây sát thương hay là đến à, hồi máu, sau đó thì các cái chỉ số thánh di vật hay là vũ khí, chúng ta sẽ ưu tiên đến cái chỉ số phòng ngự mọi người nhé. Tuy nhiên thì à, kỹ năng nguyên tố của Silonen cái khả năng giảm kháng ấy thì nó sẽ không liên quan đến bất cứ cái chỉ số nào hết. Do đó thì nếu mà các bạn chơi một cách đơn giản ấy, các bạn sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều đến lối build đâu. Chúng ta chỉ cần những cái trang bị cơ bản là được. Về các hiệu quả liên quan đến thiên phú nội tại thì lúc nãy mình cũng đã chia sẻ thiên phú nội tại một rồi. Với thiên phú nội tại 2 ấy, thì trong trạng thái dạ hồn chúc phúc, khi điểm dạ hồn của Silonen đạt tối đa, sẽ kích hoạt một lần hiệu quả tương đương dạ hồn bùng nổ. Cái này thì sẽ có cooldown là 14 giây. Ngoài ra thì khi nhân vật trong đội gần đó kích hoạt dạ hồn bùng nổ, Phòng ngự của Silonen sẽ tăng 20% trong 15 giây, một cái thiên phú nó sẽ bổ trợ sức mạnh cho các DPS ở Nát Lan Khi mà các nhân vật uh, DPS như là Mulani ấy thì nó sẽ liên quan đến số lần kích hoạt dạ hồn bùng nổ. Sau đó thì các bạn chơi các DPS Natlan ở trong tương lai ấy thì Silonen sẽ là một nhân vật rất là cần thiết mọi người nhá. Cuối cùng, đó là những thiên phú nội tại liên quan đến khám phá ở Nát Lan Thiên phú nội tại 3. Cái này thì cũng giống như là các nhân vật như là Mulani hay là Kinnick thôi đó là sau khi dùng hết dạ hồn bùng nổ ấy, Silonen có thể chuyển sang tiêu hao Phlogiston để duy trì dạ hồn chúc phúc. Khi ở Nát Lan đấy, trong trạng thái dạ hồn chúc phúc, Silonen có thể leo trèo trên núi. Khi đủ điều kiện thi triển dạ hồn chuyển hóa thì nhân vật trong đội xung kích nhảy leo trèo có thể đổi sang Silonen để bước vào dạ hồn chúc phúc. Trong trạng thái này thì Silonen sẽ nhận được 20 điểm dạ hồn và có thời hạn là 4 giây cũng trong cái trạng thái này luôn thì nếu các bạn là thi triển thêm kỹ năng nguyên tố ấy thì có thể kéo dài thêm 9 giây cái trạng thái ra hồn chúc phúc nhá cái này thì các bạn chơi các nhân vật ở nát lan nhiều thì các bạn cũng dễ hiểu đấy đúng không thiên phú nội tay 4 này đó là khi kích hoạt dạ hồn chuyển hóa sẽ hồi phục 15 điểm phổ lô tâu. ok các nhân vật khác thì hỗ trợ tìm đặc sản còn silonen thì sẽ hồi phổ lô diết chúng ta kết hợp các nhân vật nát lan với nhau ấy thì các bạn đi map nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều Ok, về cái lối chơi của Silone ấy thì mình thấy là đa số chúng ta sẽ chỉ chơi ở cái vai trò hỗ trợ mà thôi. Thì trong cái lối chơi này nó chỉ đơn giản đó là bật kỹ năng nguyên tố lên sau đấy các bạn đánh thường hai lần là các bạn đã tạo ra được cái hiệu quả giảm kháng rồi. Còn lối chơi DPS thì mình thấy là nó có khá nhiều điểm hạn chế trong đó do đó thì chúng ta sẽ không ưu tiên cái lối chơi đấy. Về cái thứ tự nâng cấp thiên phú ấy thì mình thấy là quan trọng nhất đó là kỹ năng nguyên tố các bạn nên nâng lên 10 mọi người nhá. Cố gắng lên 10 hoặc tối thiểu là 9. Tiếp theo đó là phần uh, tấn công thường thì các bạn không cần nâng, mình thấy là chơi DPS nó cũng không ngon. Do đó thì các bạn không nâng cũng được và kỹ năng nộ thì nó sẽ có khả năng đóng góp khả năng uh, hồi máu là chính. Do đó thì các bạn nâng lên nhé. nâng lên là uh, 8. 8 là ok. Còn về các cái trang bị thì mình thấy là nó cũng khá là đơn giản. Thì xét uh, trấn, xét trấn trong vai trò hỗ trợ thì chúng ta sẽ chơi cái xét bức tranh trí tro tàn, nó sẽ có khả năng hồi năng lượng và nó sẽ có khả năng uh, tăng sát thương nguyên tố cho đồng đội và bản thân Silonen lên tới là 40%. Tuy nhiên một cái điểm lưu ý của set này đó là các bạn sẽ cần phải kích hoạt phản ứng liên quan đến nguyên tố đấy nhá. Ở đây là kết tinh ấy, các bạn kết tinh với nguyên tố nào thì sẽ tăng sát thương của nguyên tố đó cộng với là nguyên tố nham. Đó. Do đó thì nếu mà các bạn không kích hoạt được phản ứng kết tinh của cái nguyên tố các bạn cần đấy thì nó sẽ không có hiệu quả mọi người nhé. Và cũng cần kích hoạt trong cái trạng thái dạng hồn chúc phúc do đó thì trong lối chơi ấy, các bạn sẽ cần phải mồi nguyên tố trước sau đấy thì các bạn dùng silonen để các bạn bật kỹ năng nguyên tố lên và các bạn tấn công thường tạo ra phần kết tinh với nguyên tố đó thì hai nguyên tố nham và nguyên tố đấy sẽ được tăng sát thương nguyên tố hãy lưu ý trong cái set này thực ra thì mình cũng chỉ đề xuất cho mọi người set này là set chính thôi ngoài ra thì một số đội hình chúng ta sẽ không dễ dàng để kích hoạt được cái hiệu quả của set này thì các bạn có thể chơi sang cái set uh, giáo quan để tăng tinh thông cho DPS. Ví dụ các bạn chơi trong cái đội hình uh, Hutao ấy tao hai thủy cộng với Cyrone uh, thì các bạn tăng tinh thông cho Hutao cũng được. Nhưng mà nói chung là mình thấy là có lẽ chúng ta vẫn là uh, chơi cái set này thôi. Một cái sự lựa chọn nữa khá là hay đó là trong trường hợp mà trong đội có một nhân vật cầm cái set uh, bức tranh dũng sĩ tro tàn rồi thì Cyrone có thể không cầm set này mà Cyrone sẽ chuyển sang cầm set phiến đá tiền đá lâu đời thì uh, khi mà tạo ra kết tinh của cái phần ứng đấy ấy, thì Silonen có thể tăng thêm 35% sát thương nguyên tố tương ứng nữa do đó thì trường hợp này cũng khá là ngon tuy nhiên thì uh, hiện tại thì cái đội hình mình thấy là để mà chơi kiểu như vậy nó vẫn uh, chưa có nhưng mà nó cũng làm cái sự lựa chọn khá là hay nếu mà trong tương lai có một nhân vật sử dụng cái set này ở trong đội hình rồi về các cái dòng chính ấy thì uh, mình đã nói rồi đó là cái giảm kháng đến từ kỹ năng nguyên tố ấy thì nó sẽ không liên quan đến bất cứ chỉ số nào Do đó thì các bạn build nó cũng đơn giản thôi. Các bạn sẽ build xoay quanh chỉ số phòng ngự bởi vì chỉ số này nó liên quan đến phần sát thương và tỉ liệu. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một số cái sự lựa chọn như sau. Thứ nhất là khi mà các bạn chơi cái set uh, Thứ nhất đó là khi mà các bạn chơi set này ấy thì cái uh, hiệu quả nạp nó sẽ không cần quá nhiều. Ở đây là 60 thì nó cần đâu đấy khoảng uh, 48 thôi. Do đó thì các bạn sẽ không cần phải trang bị quá nhiều hiệu quả nạp. Theo mình ấy thì nó đâu đấy khoảng tầm uh, trăm rưỡi đến trăm trong cái điều kiện mà các bạn thuận lợi để nhận năng lượng còn trong cái trường hợp mà các bạn khó nhận năng lượng hơn ấy, thì các bạn có thể build đâu đấy khoảng trăm bảy cho đến trăm thì ở đây ấy, đầu tiên là cái đồng hồ nhá đồng hồ thì nếu các bạn đủ nạp rồi ấy, thì các bạn chơi đồng hồ phòng ngự còn thiếu nạp thì các bạn sẽ chơi đồng hồ hiệu quả nạp thứ hai đó là cái ly cái ly thì có hai sự lựa chọn đó là ly sát thương của tử nhan và ly phóng ngự ly nham ấy thì nó sẽ cho ra cái lượng sát thương còn lớn hơn đến từ kỹ năng nộ cũng như là kỹ năng nguyên tố và đánh thường thì nói chung cái lối build ấy nó cũng giống như là Bennett ấy có người thích build Bennett hồi máu có người thì thích build và Bennett chiến thì cái đấy tùy mỗi người nhá ở đây thì các bạn có hai sự lựa chọn một là các bạn build Linh uh, Nhan muốn gây sát thương hai là các bạn build uh, ly phòng ngự thực ra các bạn build ly phòng ngự ấy thì nó vẫn có khả năng uh, gia tăng sát thương của Sidonen và nó có khả năng tăng cái lượng hưu nữa ly phòng ngự nó cũng có lợi thế khá là lớn tuy nhiên thì cái đấy tùy anh em thôi mỗi người có một uh, cách chơi khác nhau Thứ ba đó là cái nón này. Nón thì có ba trường hợp, một là nón phòng ngự, hai là nón tỷ lệ, ba đó là nón là liệu. Nón trị liệu trong cái trường hợp các bạn muốn hồi máu nhiều nhá. Nón tỷ lệ trong cái trường hợp mà các bạn muốn build nó theo kiểu nó hơi chiến một tí và các bạn đang cầm vũ khí tê phong, do đó thì các bạn sẽ cần phải có một cái ngưỡng tỷ lệ tương đối là cao từ 50 trở lên. Còn trường hợp thứ ba đó là nón phòng ngự. Trong cái trường hợp các bạn có nón phòng ngự không có hai cái nón kia thì các bạn chơi nón phòng ngự cũng được các cái dòng phụ ấy chúng ta sẽ ưu tiên các cái chỉ số như sau đó là phần trăm phòng ngự phần trăm tỷ lệ bảo kích nếu các bạn cầm vũ khí tây phong và phần trăm hiệu quả nạp như mình đang chơi là đồng hồ phòng ngự ly nham và nón tỷ lệ thực ra như mình đã nói đó là cái lối build của silonen ấy nó không quá cần các bạn phải build nó thực sự là chi tiết và chuẩn đâu bởi vì cái khả năng giảm kháng của silonen thì nó không liên quan đến chỉ số các bạn build chỉ số ấy thì nó thứ nhất là nó gia tăng sát thương thứ hai là nó gia tăng khả năng hưu. thì các bạn muốn theo cái trường phái nào thì các bạn build những cái món thánh di vật như vậy nhá còn những người đơn giản đấy các bạn chỉ cần cầm cái set này thôi là ok rồi còn những cái món là đồng hồ ly mà nó đấy thì các bạn hướng tới cái dòng chính là phòng ngự thế là xong không cần phải build quá nhiều nhé quan trọng nhất đó là thiên phú thôi thiên phú của kỹ năng nguyên tố các bạn cần phải nâng lên 10 tiếp theo sẽ là phần vũ khí vũ khí thì chúng ta sẽ chọn những cây vũ khí có khả năng hỗ trợ cho team với vai trò hỗ trợ thì chúng ta sẽ cố gắng chọn những cây vũ khí mà nó có khả năng mang lại hiệu quả hỗ trợ cho đồng đội ví dụ như là cây trấn này trấn thì nó có khả năng tăng cái chỉ số phòng ngự lên rất là cao bên cạnh đó thì bên cái dòng hiệu quả nó cũng có khả năng tăng thêm phòng ngự và tăng sát thương nguyên tố cho Silonen nhưng mà cái điểm quan trọng nhất đó chính là khả năng hỗ trợ cho đồng đó chính là khả năng hỗ trợ cho đồng đội đây nó sẽ có khả năng bắp sát thương tất cả nguyên tố cho đồng đội tối đa là 25,6% và bắp dựa vào phòng ngự của Silonen thì cái phần này các bạn sẽ cần phải lưu ý một điều với những ai còn trấn đấy đó là các bạn sẽ cần trang bị một cái lượng phòng ngự lên tới là 3 200 nhưng mà sau khi các bạn nhận được hết các cái hiệu quả bắp nhá ở đây chúng ta sẽ có một số cái hiệu quả bắp nó đến từ bắp phòng ngự. Thứ nhất là vũ khí này. Các bạn tấn công thường hai lần thì nó sẽ bắp phòng ngự này. Thứ hai đó là các bạn Thứ hai là đến từ Thiên Phú cố định 2. Đó thì các bạn kết hợp hai cái đấy xong, khi mà nhận được hết tất cả hiệu quả bắp, các bạn soi cái chỉ số phòng ngự nó đạt hai là ok nhá. Trấn thì rất là ngon rồi. Trấn thì rất là ngon rồi. Vậy thì ngoài trấn ra chúng ta sẽ sử dụng những cây vũ khí nào? Ở năm sao chúng ta có sự lựa chọn đó là trấn của Kazuha. Cây này thì dòng chính nó sẽ là tăng tinh thông nhưng mà hiệu quả của nó ấy thì nó sẽ là có khả năng hỗ trợ cho đồng đội đó là tăng sát thương, tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp cho đồng đội. Ngoài ra thì còn tăng thêm 20% tấn công cho team nữa do đó thì với vai trò hỗ trợ của mình thì Chilonen sử dụng cây này cũng khá là ok mọi người nhé. Tiếp theo đó là đến các cây sự lựa chọn 4 sao đó là Tây Phong có thể hỗ trợ năng lượng nguyên tố cho đồng đội. 4 sao thì mình thích cây này nhất bởi vì khi các bạn nâng nó lên 90 ấy, thì hiệu quả nạp của nó đã là 61,3% rồi Do đó thì các bạn sẽ không cần phải tập trung build cái chỉ số hiệu quả nạp nữa mà đẩy sang chỉ số phần trăm phòng ngự Ngoài Tây Phong thì chúng ta cũng có một cây vũ khí kiếm ren, kiếm ren của Nát Lan Nó sẽ tăng rất nhiều phòng ngự ở dòng chính cũng như là cái dòng hiệu quả Tuy nhiên thì mình vẫn thích cây Tây Phong hơn mọi người nhé Tây Phong thì chúng ta sẽ có khả năng hồi năng lượng và cả team nó sẽ vận hành nó mượt mà hơn còn tăng phòng ngự ấy thì nó sẽ là tăng sát thương và tăng cái khả năng hồi máu của Silonen. Thì đấy là những thứ mình không đánh giá cao với nhân vật này. Mình đánh giá cao cái vai trò hỗ trợ của nó hơn. Hồi máu thì rất là ngon rồi nhưng mà chúng ta không cần phải tập trung quá nhiều chỉ số phòng ngự nữa. Rồi thì mình sẽ chỉ đưa ra cho mọi người một số cái sự lựa chọn cơ bản như vậy thôi. Tiếp theo đó là phần đội hình. Đội hình thì các bạn hãy lưu ý một số điều nhé. Đó là nếu mà các bạn muốn chơi hỗ trợ ở trong những cái đội hình mà các bạn chơi có hai nguyên tố thủy hỏa lôi băng trở lên ấy thì hãy để ý đến cái set trang bị này lúc nãy thì mình cũng đã chia sẻ rồi đó là các bạn sẽ cần phải kích hoạt phản ứng kết tinh ở trong trạng thái dạ hồn chúc phúc thì các bạn mới có thể kích hoạt được full cái hiệu quả này tức là các bạn bật e lên các bạn tấn công thường thì nó phải tạo ra kết tinh lúc đó nhá thì mới có hiệu quả tốt nhất của cái set này nó kiểu như là khuếch tán 2 ấy các bạn phải mồi nguyên tố trước sau đấy các bạn khuếch tán thì mới được đúng không thì silonen khi mà chơi cái set này nó cũng thế cũng cần phải tạo kết tinh các bạn cũng cần phải mồi nguyên tố trước Do đó thì những cái đội hình mà DPS nó không mồi được nguyên tố trước ấy Thì các bạn sẽ không thể lấy được cái hiệu quả này Ví dụ như là đội hình của Hu Tao Ngoài ra thì cái thời gian tồn tại của cái hiệu quả giảm kháng lên tới 15 giây Do đó thì các bạn có thể sử dụng một cách thoải mái Silonen ở đầu chuối combo cũng được Đội hình thì chúng ta có khá nhiều đội hình Nói chung thì các bạn có thể sắp xếp những cái đội hình giống như là Kazuha ấy Kazuha chơi ở vị trí nào thì các bạn có thể sắp xếp vào để chơi Silonen ở vị trí đấy cũng được Đây như là team của Mulani đây Các bạn có thể chơi với team Lôi Thần này Chơi với team Lôi này Chơi với team Hỏa này Chơi với team Azaka này Tuy nhiên thì Azaka thì nó sẽ có một cái đặc điểm Đó là nó sẽ cần phải có nhân vật gom quái để có thể sử dụng kỹ năng nộ nó chính xác được Nên là chơi với Silonen thì có thể là chưa chắc đã ngon Nó sẽ ngon khi mà các bạn đánh boss thôi Thì trong cái đội của Azaka thì nó có một cái thế này Đó là bình thường các bạn chơi với Kazuha Mà các bạn kết hợp với Mona ấy thì sẽ không có hồi máu đúng không? Tuy nhiên thì khi mà các bạn chơi với Sironen ấy thì các bạn sẽ có một nhân vật hồi máu rồi. Và Mona có thể cầm sách rồng rất là thoải mái luôn. Còn chơi với cái đội của Hu Tao ấy thì mình thấy thế này. Nó vẫn khá là ngon mặc dù là nó rất khó để có thể tạo được cái tính hỏa. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ không thể bắp sát thương với tố hỏa cho Hu Tao được. Nhưng mà chúng ta giảm kháng quái được phần và bắp sát thương cho Lam Sinh Chiêu. Như vậy cũng rất là ngon rồi. Bên cạnh đó thì các bạn chơi những cái đội hình điện cảm cũng được một cái lợi thế của Sironen khi mà nó thay thế Kazuha ở trong những cái đội đấy đó là có khả năng hồi máu. Do đó thì chúng ta có thể thay thế cái vai trò của Kazuha trong những cái đội mà cần cái khả năng hồi máu. Ngoài những cái đội mà Sironen chơi với vai trò hỗ trợ thì mình có thể chơi với một số cái đội DPS. Tuy nhiên thì mình thấy là chơi DPS nó có khá nhiều điểm hạn chế do đó thì mình cũng hạn chế chơi. Đây các bạn có thể chơi một số cái đội hình như thế này. Đó là các bạn chơi full nam này hoặc là các bạn chơi với team tấn công đáp công đáp thì các bạn hãy lưu ý một điều nhá đó là silone ấy khi mà nó bật cái khi kỹ năng nguyên tố lên thì nếu các bạn lướt ấy thì nó sẽ tiêu hao dạ hồn chúc phúc nó sẽ tiêu hao cái điểm dạ hồn và nó sẽ khiến cho cái trạng thái dạ hồn chúc phúc nó kết thúc rất là nhanh do đó thì nếu các bạn chơi cái team này ấy các bạn chỉ nhảy và đáp thôi chứ đừng lướt nhá lướt nếu mà các bạn lướt ấy thì cái thời gian là Dạ hồn chúc phúc nó trôi qua rất là nhanh và các bạn sẽ không gây được nhiều sát thương đâu Đó thì về cơ bản đội hình của Silonen thì nó cũng khá là dễ mà đúng không chúng ta cứ chơi ở những cái đội mà có từ hai nguyên tố thủy hỏa lôi băng trở lên ấy các bạn có thể ghép vào chơi nhưng mà hãy lưu ý một điều đó là các bạn cần phải tạo phần đường kết tinh nhé muốn bắp sát thương nguyên tố nào thì tạo phần đường kết tinh với nguyên tố đó thì nó sẽ tăng sát thương của nguyên tố đấy và nguyên tố nham của silonen còn giảm kháng thì cái máy lấy mẫu ba cái tam giác nó có màu gì thì nó sẽ giảm kháng những cái nguyên tố đó cuối cùng thì mình sẽ đánh giá nhanh cung mệnh của silonen mọi người nhé với cung mệnh một đấy thì nó sẽ có khả năng giảm tiêu hao điểm dạ hồn và phlogiston đồng thời kéo dài thời gian đồng thời kéo dài giới hạn thời gian điểm dạ hồn nó sẽ giúp chúng ta đi map nó dễ hơn và theo mình nghĩ đó là cái khả năng chơi dps nó cũng tốt hơn bởi vì chúng ta duy trì được cái dạ hồn trước phúc còn lâu ấy thì chơi dps nó sẽ được lâu hơn và nó còn tăng khả năng kháng gián đoạn cho nhân vật trong đội nói chung cung mình một thì mình thấy là cũng tạm ổn tuy nhiên thì để mà lấy được cung mình hai chúng ta cần phải có cung mình một trước với cung mệnh hai sẽ là cung mệnh đáng chú ý nhất khi mà nó có khả năng gia tăng sức mạnh tương ứng cho các nhân vật trong đội dựa theo loại nguyên tố của bản thân nhân vật đó. Rất là ngon nếu những ai mà muốn dùng Silonen để gia tăng cái sát thương của DPS mà các bạn chơi. Cung bình 3 thì cũng ngon bởi vì nó gia tăng cấp của kỹ năng nguyên tố giúp cho khả năng giảm kháng của Silonen nó tốt hơn. Cung bình 4 thì vẫn rất là ngon trong cái vai trò hỗ trợ bởi vì nó sẽ tăng sát thương của tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp cho tất cả thành viên trong đội. Rất là ngon tuy nhiên thì nó sẽ chỉ giới hạn 6 lần tăng sát thương mà thôi Cung mệnh 5 thì sẽ là tăng cấp của kỹ năng nộ Còn cung bệnh 6 thì nó giống như là các nhân vật hỗ trợ khác gần đây Đó là nó biến Chilonen trở thành một DPS Ngoài ra thì nó sẽ có khả năng hồi máu cho tất cả thành viên trong đội Khi mà các bạn bước vào trạng thái dạng hồn chúc phúc nữa Nói chung với cung mệnh 6 ấy thì mình thấy là nó chỉ mang tính chất gọi là chơi cho vui thôi Còn để mà so sánh sức mạnh thì cung mệnh 6 của hỗ trợ thì không thể nào mà mạnh bằng cung mệnh 6 của DPS được Do đó thì theo mình ấy các bạn chỉ nên lấy uh, tối đa đến cung mệnh 4 thôi. Còn nếu các bạn thích chơi uh, Silona DPS thì các bạn có thể lấy uh, cung mệnh 6 cũng được. Ok, như vậy là mình cũng đã chia sẻ khá là nhiều rồi. Không biết còn thiếu sót gì không thì các bạn hãy bổ sung cho mình nhé. Nói chung ấy thì trong game City Park ấy các nhân vật hỗ trợ ngon thì nó luôn có vai trò rất là tốt so với DPS, bởi vì nó có thể chơi xuyên uh, suốt một khoảng thời gian, bởi vì nó có thể chơi xuyên suốt một khoảng thời gian rất là dài ở trong game. DPS thì nó sẽ yếu dần theo thời gian còn hỗ trợ ấy thì nó sẽ là tồn tại vĩnh viễn do đó thì đây là một trong những nhân vật mà đáng run nhất ở trong Genshin nó vừa đáng nó vừa mạnh vừa đa dụng và lại dễ chơi cũng như là dễ build trang bị nữa sức mạnh của Silone thì nó sẽ không liên quan đến chỉ số các bạn chỉ cần bật kỹ năng nguyên tố lên sau đấy đánh thường thôi ở trong video này thì mình sẽ không đề cập đến cái vai trò DPS quá nhiều mọi người nhé bởi vì mình thấy là cái vai trò này ở cung mệnh thấp ấy thì nó cũng không ngon Do đó thì mình cũng không chơi và mình cũng không đề xuất cho mọi người Có thể là trong một cái video khác mình sẽ test thử cái sức mạnh của vai trò DPS cũng mệnh không Siêu cho mọi người tham khảo nhé Ok, video của mình có lẽ là sẽ tạm dừng tại đây Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mọi người có thể hiểu rõ ràng về nhân vật này hơn Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ủng hộ cho mình một like và đăng ký nhé Hẹn gặp lại ở những video sau Bye bye